liệu pháp tha thứ. Khi ghét một người, cần làm gì? Trong cuộc đời, có bao nhiêu người và bao nhiêu việc khiến ta ghét? Ghét kẻ nào mà xả ngay vào kẻ đó thì tiền mất tật mang, thậm chí mất mạng. Dỗi hờn, lý luận, mắng, chửi, đánh đập, trả thù là những trò xả giận mà chúng ta đã thực hành thường xuyên các kiếp luân hồi và lịch sử nhân loại. Và vì thế, chiến tranh và nghiệp quả ngày càng chồng chất. Có thể xả giận vào một cái gì đó thay đổi cho đối tượng. Bạn có nghe tên dịch vụ xả giận không? Con dâu tức mẹ chồng nhưng luôn cố gắng ứng xử hiền thảo. Cô ấy đưa cho công ty dịch vụ xả giận một tấm ảnh cưới, trong đó cô dâu và mẹ chú rể đang rạng rỡ cười. Người ta phóng to hình mẹ chồng để cô ấy xé tan đi cho hả dạ. Thay vì đánh người thật, ta có thể quật tơi bời cái gối bông, quăng đồ đạc. Ghét người thật mà xả giận vào đồ giả thì e rằng không bỏ ghét và sớm muộn cơn căm tức lại dâng lên cao hơn. Có thể xả giận vào chính mình, tức người khác nhưng lại đấm bùm bộp vào ngực mình, tự đập đầu vào tường, thậm chí tự tử. Tức người hại mình thì cơn tức đương nhiên không giảm mà cơn đau sẽ lên. Nếu không xả cơn giận mà thu nó vào bên trong thì cơn giận sẽ nung nấu dạ dày, gan, tim. Nhẹ thì đỏ mặt tía tai, trung bình thì đau dạ dày hoặc đau tim, và nặng thì ung thư hoặc đột quỵ. Ghét một người, chuyện gì xảy ra với ta? Mỗi khi giận một người, một khối năng lượng đen xuất hiện trong thân thể và trĩu nặng trong tâm ta. Căm giận cản trở dòng chảy của năng lượng ánh sáng, hạnh phúc, tình yêu, sức khỏe, sự bình an và cân bằng bên trong của ta. Căm giận cản trở tiến hóa của ta. Có câu nói rằng, ghét một người là tự mình uống thuốc độc rồi lại mong người khác chết đi. Vậy khi ghét, một người cần làm gì? Cần giải độc. Tha thứ vô điều kiện. Cách xả giận cũng là cách giải độc tốt nhất, là chân thành tha thứ. Bản chất của tha thứ chính là buông bỏ gánh nặng trong tâm. Khi chân thành tha thứ, cảm xúc bị đè nén, hòn đá buộc chân và năng lượng đen bên trong ta được giải phóng. Ta không tha thứ để cứu người khác mà cứu chính mình. Ta không tha thứ người khác vì cao cả hơn người khác, mà vì sự thù hằn là gánh nặng làm cho bạn thấp xuống hơn bản chất tự nhiên của bạn. Bạn có thể tha thứ cho một người mà họ không biết gì về việc được bạn tha thứ. Chỉ cần bạn biết là đủ, vì tha thứ xảy ra trong nội tâm của bạn. Cho nên, hãy càng tha thứ sớm càng tốt và vô điều kiện. Tha thứ vô điều kiện giống như buông sợi dây mà bạn đang nắm một đầu. Người kia có buông hay không, bạn không cần phải biết, vì bạn hoàn toàn chủ động đầu dây bên bạn. Buông dây dễ hơn nắm dây rất nhiều. Tha thứ vô điều kiện đơn giản hơn tha thứ với lý do gì đó. Sợi dây hận thù sinh ra từ đâu, bạn có thể không thực sự cần phải biết. Chỉ cần biết nó tồn tại và đang gây vướng mắc cho bạn thì hãy buông tha nó ra. Bạn có thể tha thứ cho bất cứ ai mà không cần lý do, vì sự tha thứ ấy thực sự nằm ở tính vô điều kiện. Chừng nào bạn còn muốn đưa ra lý do này, lý do khác, chừng đó bạn chưa thực sự tha thứ. Và khi bạn bắt đầu đưa ra lý do, đầu bạn hoạt động thay cho tim. Sự tha thứ trở thành một trò cân đong, đo đếm, ngụy biện hay phán xét của bản ngã mà thôi. Liệu pháp tha thứ hữu hiệu hơn dịch vụ xả giận hay các phương thức trả thù tối tân. Bạn thoải mái, bình thản hơn với những đối tượng đã được tha thứ. Sợi dây hận thù trong bạn không còn để lôi họ vào cuộc đời bạn hết lần này đến lần khác. Vì cả hai không vướng mắc với nhau nữa,
Nên nếu họ xuất hiện trong đời bạn, thì quan hệ giữa bạn và hai bên là bình thường, thậm chí trở thành nhân duyên. Chân thành tha thứ cho kẻ thù ngày hôm nay, giúp vô hiệu hóa một kẻ thù của tương lai. Tha thứ chính là buông bỏ những rào cản cho năng lượng yêu thương vô điều kiện được tuôn chảy giữa bạn và vạn vật, một điều hoàn toàn tự nhiên. Bạn có thể tha thứ cho một người xấu xa nhất trên đời mà chẳng cần phân tích họ có đáng tha thứ hay không. Người càng xấu xa càng nên được giải phóng khỏi thân tâm bạn. Người không biết yêu và luôn nên gây nên nỗi đau cho người khác cũng là một con người khát khao tình thương lớn nhất và đau đớn nhất trong tâm. Sâu thẳm trong bất kỳ mối con người đều có tình yêu cần cho và cần nhận tình yêu và năng lượng tình yêu cần được tuôn chảy. Quên lãng sự giận dữ và đối tượng của giận dữ là một ảo tưởng. Mọi trải nghiệm, mối quan hệ, nghiệp lực và năng lượng mà chúng ta đã tạo ra sẽ không bao giờ bị mất đi. Sự căm giận lại càng không thể được lãng quên. Tha thứ đòi hỏi sự thức tỉnh, mà quên lãng là một sự trốn tránh và u mê. Nhiều người hóa điên vì họ muốn quên hẳn sự hận thù mà không thể quên. Điên là cách quên tạm thời. Nhiều người mắc bệnh vì họ giả vờ quên những điều họ thực ra không quên. Nỗi đau ẩn vào trong và biểu hiện ra ngoài bằng bệnh tật. Cho nên, để tha thứ, trước hết cần nhớ lại và chấp nhận. Sự thù hận chỉ có thể được chuyển hóa hoặc cân bằng, không thể quên. Khi đã tha thứ thực sự, khi sự xuất hiện của đối tượng dù trong hiện thực hay ký ức cũng không còn làm sự ám ảnh. Trước hết, tha thứ cho bản thân. Làm người chẳng ai không mắc lỗi, mọi thứ chỉ là một bài học. Hãy học bài thay vì dằn học. Bài đầu tiên là tha thứ cho bản thân, cho những điều bạn chưa làm được như mong muốn. Bạn cũng nên tha thứ cho bản thân nếu như bạn không yêu thương ai đó hoặc có lỗi với ai đó. Cho nên, chịu đựng những người tiêu cực rồi tự an ủi là ta tha thứ cho họ, ta bao dung, ta vĩ đại hơn họ. Xã hội có một số quan điểm rằng nếu bạn độc thân hay không có con thì bạn không bình thường hay kém giá trị, nhưng chẳng ai trong xã hội không sống thay và học thay cho bạn được. Chịu đựng mối quan hệ tiêu cực gây bệnh tật về sức khỏe và tinh thần. Chịu đựng thứ bạn ghét một cách bất lực hoặc giả dối, hoặc còn thể hiện bạn có thể chưa học được bài học cuộc đời bạn cần học theo cách cần học. Nếu không xây dựng được mối quan hệ lành mạnh mà trong đó bạn hạnh phúc, thì cố gắng tạo ra cân bằng cho riêng bạn. Hãy tha thứ cho bản thân bạn trước, rồi tha thứ cho người liên quan. Tha thứ cho người khác cũng là cho chính mình, vì trong người khác có chúng ta. Trong mọi mối quan hệ đều có hai người. Khi buông tay nắm sợi dây thì dù ở đầu nào thì cả hai sẽ được giải phóng. Khi bạn bước ra khỏi mối quan hệ hạn chế sự phát triển của bản thân là bạn bắt đầu một mối quan hệ mới với chính mình. Khi mỗi người tự giải phóng mình, tự hàn gắn mình, chúng ta thực sự giúp cho tiến hóa cả nhân loại. Tha thứ là giải nghiệp. Tha thứ cho bản thân là khởi đầu cho việc tự hóa giải nghiệp. Một câu hỏi thường được đưa ra là: làm thế nào được hóa giải nghiệp? Tu nhân tích đức, làm từ thiện, đi giúp người khác, ăn chay niệm Phật, cầu nguyện Thiên Chúa, sống theo khoa học, quay lại tiền kiếp, nhờ thầy cao tay. Quá đau khổ trong yêu thương và thù hận, Phật tử khóc lóc xin trời Phật hóa giải nghiệp quả, thậm chí quay đầu đi tu. Con chiên xin Chúa tha thứ và làm nghi lễ rửa tội. Mọi tôn giáo đều chỉ ra con đường tha thứ để con người tự mình bước đi. Các đấng sẽ không thay bạn thực hiện sự tha thứ. Nếu đi để trốn tránh, quên lãng hận thù mà vết thương lòng chưa được nguôi ngoai thì trời Phật không cứu được bạn. Có một cách đơn giản để hóa giải nghiệp là tha thứ. Có thể coi nghiệp là năng lượng
hay một sự mất cân bằng trong thân tâm bạn. Khi nghiệp còn ở trạng thái tiềm ẩn hoặc đã được kích hoạt, thì sớm hay muộn nó sẽ thu hút trở lại những dạng năng lượng tương đồng. Nghiệp vận hành theo quy luật nhân quả và quy luật năng lượng của vũ trụ. Tha thứ là thanh lọc năng lượng xấu liên quan đến nghiệp ra khỏi cơ thể để nó không thể mang năng lượng xấu khác về. Tha thứ là buông bỏ rào cản cho tình yêu. Phần lớn các nghiệp lực tình cảm bắt buộc phải đi qua con đường tha thứ. Tha thứ là một dấu hiệu của sự hiểu bài học của lòng căm thù, của tình yêu mù quáng, của sự oán hờn vô nghĩa. Tha thứ là thông điệp với tâm hồn bạn là bạn đã trưởng thành, bạn đã học xong bài cần học, bạn muốn tiến lên để học bài mới, bài học tình yêu. Tha thứ là sự buông bỏ rào cản tình yêu vô điều kiện. Tha thứ là cây cầu từ ghét sang yêu, không hẳn là cùng với một đối tượng, mà thường là từ ghét một người cụ thể sang yêu bản thân và con người nói chung. Bởi vì nhiều người chúng ta được thiết kế bài học cuộc đời và tình cảm theo hướng đối lập, nghĩa là thông qua những thứ bạn ghét, bạn học cái bạn yêu. Thông qua người bạn ghét, bạn tìm ra người bạn yêu. Thông qua một sự căm thù, một nhóm cá nhân, bạn tìm ra tình yêu nhân loại. Thông qua phân cực tình cảm để trở về hòa hợp trong tình yêu. Tương tự như sau trải nghiệm bóng tối, ta hiểu được ánh sáng. Sau trải nghiệm căm thù, bạn tha thiết có tình yêu vô điều kiện. Sau trải nghiệm lừa dối tình cảm, bạn biết trân trọng tình yêu chân thành. Sau trải nghiệm chiến tranh, con người yêu hòa bình. Và để thực hành liệu pháp tha thứ như thế nào, mời các bạn lắng nghe bài tiếp theo để thực hành. Chúc các bạn có được thân tâm thật là an lạc và nên thực hành cái phương pháp tha thứ Ho'oponopono. Thank you, sorry, I love you.